Trinh xin chào tất cả các anh chị đang xem video này của em. Thì trong quá trình livestream thì cũng như là các anh chị mà nhắn tin Zalo hoặc là fanpage, anh chị mình hỏi về một cái vấn đề thì Bé Trinh rút kết ra được một câu hỏi rất là hay, đó là bột ngọt còn gọi là mì chính có sử dụng được cho lan hay không và hiệu quả như thế nào. Thì đọc những cái câu hỏi đó thì Bé Trinh đã bỏ ra một thời gian và nghiên cứu và cũng như là học hỏi các tiền bối đi trước chỉ dẫn lại cho Bé Trinh. Thì bây giờ Bé Trinh sẽ chia sẻ lại cho anh chị mình dùng mì chính bột ngọt như thế nào cho hiệu quả nhất nhé. Thì trên tay của em đây là bột ngọt còn gọi là mì chính nè, dùng để nêm canh hoặc là anh chị mình ướp gia vị cho những các món ăn hàng ngày. Thì bây giờ mình tưới cho lan thì dùng liều lượng như thế nào và ra làm sao, đúng không ạ? Mời anh chị mình cùng theo dõi nhé. Thì ở trên này Bé Trinh đã chuẩn bị cho anh chị mình là một bình này cho em là 1.5 lít nước, nhưng mà Bé Trinh sẽ lấy là 1 lít nước thôi nha. 1 lít nước đấy, 1 lít nước. Và liều lượng dùng cho em á là Bé Trinh sẽ dùng 1 muỗng ha, 1 gram. 1 gram cho 1 lít nước nha anh chị. Đấy, 1 gram mì chính cho 1 lít nước. Sau đó là anh chị mình lắc đều lên cho em nha. Lắc đều cho nó hòa tan hết đi nha anh chị. Rồi chúng ta đợi trong vòng 3 phút để cho nó hòa tan. Thì ở trước mặt đây á là cũng như anh chị mình thấy là có tràm rồng đỏ. Cái chậu này á là em mới là nó mới ra kỳ và ra rễ rất là yếu, nó không có nhiều. Thì trong bột ngọt á, trong bột ngọt còn gọi là mì chính có rất là nhiều hàm lượng nitơ, phốt pho và kali và các nguyên tố vi lượng như là amoni nè, sunfat, canxi, magie và chất hữu cơ rất là nhiều, và còn nhiều loại axit amin nữa, rất là tốt cho cây. Và anh chị mình lưu ý cái gì cũng phải là dùng cho em là liều lượng vừa đủ nha, nhiều quá thì sẽ không tốt, nhiều quá thì nó sẽ là trái ngược với lại hiệu quả mà anh chị mình mong muốn. Rồi bây giờ là đã là xong 3 phút là lắc đều với lại đợi cho 3 phút là nó đã hòa tan với nước lạnh trong này rồi. Thì anh chị mình lưu ý cho em khi mà tưới bột ngọt á là anh chị mình phải tưới vào cho em lúc trời mát. Và khi mà trước khi tưới là anh chị mình phải tưới sơ bằng nước cho em trước, để cho trong vòng tầm khoảng là từ 10 đến 15 phút là cây nó ra khô ráo, thì bắt đầu là mình sẽ phun bột ngọt này lên cho em. Tự nhớ là tưới cho em vào lúc trời mát nha. Và tháng thứ nhất cho em á là 7 ngày mình phun cho em một lần. Tháng thứ hai thì cách ra cho em á là 15 ngày mình phun cho em một lần. Đến tháng thứ ba là mình phun cho em á là 20 ngày cho một lần. Và đến tháng thứ tư thì 30 ngày mình tưới cho em một lần, có nghĩa là một tháng mình tưới một lần nha anh chị. Thì cứ như vậy đều đặn cho em là cây phát triển rất là tốt và bộ rễ cực kỳ khỏe cho anh chị mình luôn. Thì cái này á là anh chị mình so sánh nè. Đấy, đây cho em. Anh chị mình so sánh cho em nha. Chậu này là em chưa tưới và chậu này em đã thử nghiệm qua được là 3 tháng rồi. Đấy, anh chị mình coi bộ rễ bắn rất là khỏe, rất là đẹp. Và bây giờ em tiến hành em tưới nè. Mình phun đều cho em, phun từ gốc tới ngọn. Rồi, phun qua một lần. Cây này cũng vậy cho em, phun từ gốc tới ngọn, phun qua một lần. Đấy, hai chậu rất là khác nhau luôn. Và đến đây là chậu kiếm, anh chị mình đây cũng thấy kiếm đúng không ạ? Và cái chậu kiếm này là em chưa hề tưới bột ngọt. Và cái chậu kiếm bên này là em đã sử dụng là từ 3 đến 4 tháng. Thì anh chị mình coi bộ rễ nè, bắn rất là khỏe luôn. Bây giờ em sẽ tiếp tục tưới nha. Đấy, tưới cho em á là từ lá tới gốc và tới rễ cho em ha, tưới đều. Và anh chị mình tưới xong thì anh chị mình để cho em trong vòng là từ là 30 phút đến 1 tiếng, sau đó anh chị mình hãy tưới lại bằng nước thường.
chỉ với các bước rất là đơn giản như vậy thôi. Và nguyên liệu thì có sẵn trong nhà bếp rồi, anh chị mình không tốn tốn gì hết. Đấy, bỏ chút xíu ra công sức chút xíu, anh chị mình chăm sóc là cây lan của anh chị mình sẽ phát triển rất là tốt nè, và bộ rễ cực kỳ khỏe luôn. Nhớ là dùng đúng liều lượng nha anh chị nha, cái gì quá thì sẽ không tốt và có hiệu quả ngược lại. Và anh chị mình đừng quên để lại cho Bích Trân những bình luận góp ý phía dưới và những câu hỏi phía dưới để em có nhờ chuyên lọc ra những video hay hơn và những video bổ ích hơn dành cho anh chị mình. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi video này của em. Anh chị mình đừng quên nhấn nút like, subscribe, đăng ký kênh, theo dõi cho em gái nhé. Bây giờ em gái xin chào và hẹn gặp lại.